lúc bắt đầu mọi chuyện đơn giản đơn. Và với quyết tâm kiên trì đến cùng để chạm đến ước mơ, không ngừng cố gắng bạn vươn lên đừng nản chí, ước mơ sẽ tiếp thêm lòng tin. Và cho dù gian khó luôn tiến bước về phía trước, thành công đến trong thời khắc không xa. It starts with you. Hãy bước về nơi phía niềm tin. It starts with you. Đó chính là đích đến thành công. Không quay thời gian chẳng chờ đón ai bao giờ. Bạn muốn thành công thì hãy bắt tay bây giờ. Quyết tâm cùng chiến tối nào. Thành công là khi bạn quyết tâm mặc bao khó khăn, mọi ước mơ chẳng còn quá xa vì bạn luôn cố gắng. Cơ hội trong tay bạn hãy sẵn sàng chiến đấu, miễn đã bạn vững niềm tin. Và cho dù gian khó luôn tiến bước về phía trước, thành công đến trong thời khắc không xa. It starts with you. Hội đồng lãnh đạo toàn cầu à, tại cuộc chứng kiến khoảnh khắc này,